Jimmy Thái Nhật kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Hai lính Mỹ thiệt mạng và hai người khác bị thương vì trúng miền ở Afghanistan. Lãnh tụ tối cao của Iran chia trích Mỹ. Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trừng trị nghiêm khắc các đối tượng chống đối nhà nước trong vụ đồng tâm. Facebooker Trường May Mắn bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt giam vì đưa tin về vụ đồng tâm. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến hai quân nhân người Mỹ thiệt mạng và hai người khác bị thương hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, khi chiếc xe tuần liễu của họ bị trúng mìn ở Afghanistan, theo tin từ giới chức của quân đội Mỹ. Vụ này xảy ra tại tỉnh Kandahar, nằm về phía nam của Afghanistan, Bộ Chỉ huy lực lượng Mỹ có nhiệm vụ hỗ trợ cho quân đội Afghanistan nói với hãng thông tấn UPI rằng hiện chưa thể công bố danh tánh hai quân nhân tử trận vì còn chờ thông báo với gia đình. Đây là hai tổn thất nhân mạng đầu tiên của quân đội Mỹ trên chiến trường Afghanistan trong năm 2020. Tuy không ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, phía Taliban thường xuyên mở các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ cũng như là của chính phủ Afghanistan trong khi đang cố đàm phán hòa bình. Hôm 23 tháng 12, Thượng nghị sĩ Michael, 33 tuổi, đã hy sinh do các thương tích nặng nề khi đơn vị của ông giao tranh với địch hôm trước tại tỉnh Kunduz. Phía Taliban nhận trách nhiệm về cái chết của Thượng sĩ Gobo. Phát công viên Taliban là Zabihullah Mujahid xác nhận rằng lực lượng chiến phiến quân này đã tấn công đơn vị Mỹ. Và quay sang phần tin khác, thì các thương vị theo Reuters lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei hôm 12 hai tháng Giêng, kêu gọi các nước trong khu vực gia tăng hợp tác để đối mặt với các vấn đề mà ông đổ lỗi cho Mỹ gây ra. Trong khi đó, thì Reuters đã dẫn lời người biểu tình Iran lên tiếng yêu cầu ông Khamenei từ chức sau khi quân đội nước này thừa nhận bắn hạ nhằm máy bay dân sự của Ukraine làm tất cả 176 người trên khoang thiệt mạng. Tổng tư lệnh Khamenei phải từ chức, từ chức. Hãng Reuters đã dẫn lời người biểu tình hô vang bên ngoài Đại học Amir Kabi ở Tehran, theo các đoạn video đăng trên Twitter, hãng tin này cho biết không thể kiểm chứng được tính xác thực của các đoạn video clip này. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì các quý vị Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải trừng trị nghiêm khắc các đối tượng chống đối lại nhà cầm quyền, nhà nước và lực lượng công an trong vụ đụng độ giữa công an và dân đồng tâm hôm 9 tháng Giêng. Phát biểu trong buổi kiểm tra công tác của lực lượng cảnh vệ vào thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng, ông Phúc yêu cầu lực lượng công an áp dụng các biện pháp mạnh đối với các phần tử chống lại đảng, nhà nước và lực lượng công an. Ông Phúc nhận định việc xảy ra ở Đồng Tâm là một thủ đoạn của kẻ xấu, chống lại đường lối của đảng và nhà nước và nhà cầm quyền sẽ trừng trị thích đáng. Người đứng đầu chính phủ Cộng sản cũng không quên biểu dương sự hy sinh của ba sĩ quan công an trong xung đột ở xã Đồng Tâm coi họ là tấm gương về xã thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia. Như tin đã đưa, Bộ Công an Cộng sản cùng Sở Công an thành phố Hà Nội điều động hàng nghìn cảnh sát cùng nhiều vũ khí hiện đại bao vây xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức từ chiều tối ngày 8 tháng Giêng. Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, lực lượng đặc nhiệm đã vào làng hoành và tấn công tư gia của cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của dân trong xã. Sau khi đánh và giết cụ bằng một phát đạn vào tim, cảnh sát đã bắt giữ và đánh đập tất cả mọi người trong gia đình cụ. Theo Bộ Công an, có khoảng 30 người dân ở Đồng Tâm đã bị bắt và nhiều người trong số họ sẽ bị khởi tố về cáo buộc chống người thi hành công vụ và giết người vì có ba sĩ quan cảnh sát bị tử nạn trong vụ tấn công. Cái thứ vị không rõ là ba người này bị chết trong hoàn cảnh nào, nhưng họ được Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công, được Bộ trưởng Công an Thăng Quân Hàm và được Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị cấp bằng liệt sĩ. Quay sang phần tin khác, thì các quý vị hôm 12 hai tháng Giêng tin cho hay là ông Trung Hoàng Trương được cho là Facebooker Trương May Mắn bị công an quận Ninh Kiều bắt giam và ông Trương công bố hình chụp lệnh bắt của cơ quan điều tra công an quận Ninh Kiều trên Facebook Nguyên Thảo Nguyễn với nội dung ông Trung Hoàng Trường đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng, đến danh dự uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo của đảng, nhà nước. Văn bản của công an cũng quy kết ông Trương vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam. Trước khi bị bắt, post gần nhất trên trang cá nhân được cho là của ông Trương đã đăng hình chụp văn bản pháp luật ghi không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trong bối cảnh vụ nhà cầm quyền đưa quân tấn công đồng tâm hôm 9 tháng Giêng. Cover Facebook Triều May Mắn ghi rằng vấn đề hiện nay của Việt Nam là việc quản trị đất nước kém cỏi sinh ra từ thể chế độc tài, người dân có trách nhiệm cất lên tiếng nói để thay đổi. Vụ bắt ông Trung Hoàng Trương diễn ra trong bối cảnh chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua liên tục phạt tù các blogger với cáo buộc xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng trên Facebook. Gần đây nhất là báo về Nam Net hôm 31 tháng 10, năm 2019 cho hay ông Phạm Xuân Hào, 54 tuổi, bị tòa án nhân dân quận Ninh Kiều tuyên phạt một năm tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam. Các nhà báo trong nước đã dẫn cáo trạng của vụ này quy kết ông Hào, kiến trúc sư và cũng là cựu giảng viên Đại học Cần Thơ, đưa ra những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, xâm phạm lợi ích của người khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin trong ngày với Jimmy Thái Nhật. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.